Dạ, xin mến chào tất cả quý vị ha, đến với kênh YouTube Tứ Quý Miệt Vườn. Hôm nay quý vị thì hôm nay mình cũng có dịp lên khu vực tên lửa đường dành Lai Trong mình chắc tối không quý vị. Thì nay mình cũng chia sẻ quay cho quý vị sơ lược tham khảo về cái phiên chợ Tết tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, ngay đường dành Lai Trong không quý vị, khu vực tên lửa ha. Thì những anh em quý vị nào khu vực thành phố thì biết tên lửa đường dành Lai Trong với ngay chợ nhà thầu Follow không quý vị. Hiện nay mình xuống ban đêm mình cũng có chơi ghé giao lưu mấy giờ, mình cũng quay cho quý vị xem tham khảo một cái số phiên chợ năm xuân Tết 2024 như thế nào không quý vị. Thì mình thấy tình hình đó quý vị, năm nay là cái phiên chợ này nè, tại vì mình dạo hồi nãy mình cũng có đảo một vòng rồi. Năm nay cái lô phiên chợ nó hơi vắng không quý vị. Tại cái thứ nhất là cái diện tích đó quý vị, thì mình cũng nghe một số anh em nhà vườn lên đây chia sẻ ha. Cái diện tích bề ngang có 2 mét nè, nhưng mà thuê tới 10 triệu rưỡi một lô luôn quý vị. Thì 2 triệu rưỡi, 10 triệu rưỡi một lô mà bề ngang có 2 mét thì diện tích để không có nhiều năm. Bởi vì năm nay những cái nhà vườn người ta kinh tế cũng khó khăn không quý vị, cũng ngại cái vấn đề mà thuê ha. Tại vì bây giờ bỏ ra 10 cho 10 triệu đi, và nhiều khi buôn bán rồi tiền vận chuyển các thứ nữa, thì cũng có một số vườn thì vẫn lên bán bình thường quý vị. Tại những món nói chung là mỗi người có cái kinh tế nó khác nhau, chứ giờ mà những vườn mà yếu thì đem ra thì cũng ngại vấn đề chi phí vận chuyển không quý vị, sợ bán không được ha. Năm nay kinh tế cũng tình hình chung quý vị, ai như ai ha. Thì qua video hôm nay quý vị, năm mới mà mình chúc tất cả quý vị ha, một năm mới ha, phát tài phát lộc vạn sự như ý quý vị. Thì bây giờ hiện tại là mình đang có mặt, bây giờ là 8 giờ 8 mấy quý vị, mà cái đường nó hơi vắng ha, dành Lai Trong. Thì mình đi ngang cái gian hàng này quý vị, mình cũng có số mò thấy một số mai tư quý ghép rồi nè ha, khá nhiều quý vị, phong trang tắt đều vừa có hết. Cái phong trang này quý vị, đây mấy tư quý này ghép quý vị. Cái này tứ quý ghép, cũng có một số cái hàng phôi phục vụ cho quý vị hôm nay ha. Cái này để quá biết gì sổ 5 tấc rưỡi, 4 tấc, 5 tấc rồi chiều. Cái này cũng đấy cũng đẹp quý vị. Đâu anh xây dựng cho em cái góc này xung quanh cho xây. Quay. Ờ đúng rồi. Đây quý vị, mình kêu này anh ra ảnh chủ đứng bán đây quý vị. Cứ xây đi anh. Tại mình thấy đẹp quá, quay cho quý vị xem tham khảo ha. Thì quý vị cảm thấy được cái phôi này thì cứ loại đường dành Lai Trong ha quý vị. Nè một cốt quý vị. Chỉ cần rất đẹp ha. Cái này hoành mình nào hảo khoảng chừng 42 chữ. Quá đẹp. Rồi được anh, cảm ơn anh. Quý vị nào khu vực lân cận thành phố ha, thì có đi ngang đường nhà Lai Trong thì ghé đây thấy mấy hàng thôi có 3 thôi quý vị.
Bên đây là cái cũng tứ quý ghép không quý vị. Cúc thần hương rồi ha. Khu vực đây là đa số mình thấy tứ quý ghép không ha. Quay sơ lược cho quý vị xem tham khảo ha. Để mình đi dạo một vòng cho quý vị xem ha, tại vì cái đoạn đường này nó cũng dài lắm quý vị. Nên mình đi chỉ sơ lược nội bộ cho quý vị xem thôi chứ không có đi nhiều. Đây là những cái kiển xanh quý vị. Bonsai nè ha. Cây này cây me. Đây là cái hàng tắc nè quý vị. Chết bà có nhạc nè, biết bị dính bản quyền không nữa. Nếu mà có nhạc dính bản quyền thì mình xin cắt cái tiếng đây ha quý vị. Ở đây mình phát hiện có cặp tứ quý là khá lớn quý vị. Hồi nãy mình có trước khi mình đi quay thì mình cũng có dạo rồi. Chứ mình không thể nào mình đi hết cái đường này ha, tại cái đường này nó dài quá. Đó, có mấy cây mai vàng mà ghép thành phẩm đâu quý vị. Đó, đẹp. Đây cây tứ quý nè quý vị. Cây tứ quý là cái tàn hết biết luôn. Tứ quý này tàn riêng quý vị. Cây này nó tàn quá đẹp luôn. Bộ tàn siêu phẩm bộ tàn. Quá đẹp bộ tàn. Để mình vô mình hỏi mình xin chủ rồi. Cặp tứ quý này của anh hả anh? Cặp tứ quý này bộ tàng đẹp quá quá vậy. Không, mình không thấy chủ nhân cây đâu hết á. Cặp này đẹp thiệt. Mình không gặp chủ cây. Cây này xác lớn quá vậy. Cây này một cốt chỉ cầm. Quá đẹp. Một cốt cây này hoành cũng bự quá vậy ơi. Cây này hoành khoảng 60 ăn lên ha. Nói chung là mình bao 60 đi. Tại vì mình cũng trong cái nghề mình nhận biết. Đấy. Chi cành lực lưỡng luôn. Có cái này tàn. Cái này thì nó một cốt lên hai thân của việc mà nội đế. Quá 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 hợp quý vị. Ồ, đế lực không quý vị. Chi cành. Mình qua giấc tối ha, thì quý vị cũng thông cảm ha. Nãy mình quên mở cái đèn led. Đây có mấy cái mai này mai vàng cái gì. Mai vàng trọng cậu quá bự. Có cặp tứ quý này mình thấy nguyên cái khu vực này là cái tàn nó quá đẹp cái gì. Thấy chủ cây mình phải gặp chủ cây mình chia sẻ cho quý vị thông tin biết về cặp này ha. Thì cái đường dành đây thông nó nằm dài lúc dưới luôn quý vị, rất là xa ha. Mình chỉ đi một đoạn cho quý vị xem tham khảo thôi. Có mình tiếc là cặp tứ quý tài mình không gặp chủ cây quý vị để chia sẻ thông tin giá cả như thế nào ha. Tại cặp này quá đẹp, có bộ tàn, có cây đông một cốt tại cảnh lực. Thank you.
Cái dãy bên kia là bán đồ gỗ ha quý vị, gỗ mỹ nghệ ha. Còn cái khu vực này là nó dài ra tới cái bục minh nhà thờ follow luôn á, là bán hàng bông hoa ha. Đi một đoạn thì cũng chia sẻ thông tin cho quý vị biết tóm tắt vậy ha quý vị. Thì tới đây mình cũng xin khép video tại đây ha. Cảm ơn quý vị dành thời gian quý báu xem hết video ha quý vị. Mình xin chào hẹn quý vị video tiếp theo ha.